ở nơi đó tôi cũng có một người thương. Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông dạt cao, ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo bơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi. Sông lưng lờ sông nên với em mai một đây anh đến cao cầu, nhờ người sẽ chiến tranh ta em cho nên lo buồn anh sẽ chưa cùng. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì đất đầu, mẹ lại quá nhớ rồi bao. Thằng tâm cho tâm nó cọc cằn, sợ sau này con hồng về bị nó ăn hiếp. Nên bà cứ dùng dần chưa chịu cho ai đứa cùng nhau kết nghĩa. Làng sớm cứ bàn tới bàn lui em buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua dạp hồi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi dạp áo ở bờ sông. Hôm có lệnh tổng quân sao không cho em biết, anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không. Rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ. Nhưng buổi nhớ anh em giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói cái thằng Tâm thư nào cũng nhắc hồi con Hồng có chồng ở đâu chưa. Đạo thư anh em mừng muốn khóc, và không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lực lờ con nước lớn, em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông. Dặn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn, anh sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua cầu Cần Thơ anh nhìn theo có dòng nước nào về
trời mới để thăm trên tay dừng lấy nhìn vào mắt em mẹ sung sướng tươi nhờ đi bộ đội mà thằng Tâm nay đã đền người, nếu có đứa nào giá nghĩa đợi nó về mẹ sẽ là vội chạy ra sau hai tay ôm mặt nước mắt luôn chờ chảy mãi giữa lòng son chờ mới đón anh đón người về mới còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về lòng khăn khai nhớ bên dòng trường.